các bà con đã quay lại với kênh Thỏ Miền Nam ha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục cái series nuôi thỏ, kỹ thuật nuôi thỏ cơ bản tập số 11. Thì hôm nay là cái bầy thỏ con mà tách mẹ của mình đó, nó được 10 ngày rồi, tức là nó khoảng 40 ngày tuổi. Hôm nay mình sẽ đưa nó vào cái chuồng ép để tiến hành trong quá trình là nuôi thúc thịt. Thì sau đây xin mời bà con mình cùng theo dõi video của Mẫn nha. Bà con hãy like video cũng như chia sẻ video cho nhiều người biết tới cái kỹ thuật của mình, cũng như đăng ký kênh để cái kênh của mình ngày càng phát triển hơn. Đây cũng là động lực để mình ra nhiều cái video chia sẻ về kỹ thuật hay hơn nữa để phục vụ bà con của bác mình. Rồi sau đây chúng ta vào vấn đề chính. Trước mắt bà con đây là ba cái bầy thỏ con mà hôm bữa là mình quay cái tập tách mẹ ra đó, là nuôi chung một bầy với nhau nè, mà mình cân ký chia like để cho bà con mình xem ở cái phần trước. Thì hôm nay nó đã được 40 ngày tuổi, bà con có thể nhìn thấy là nó đã lớn hơn rất là nhiều so với cái video, những video tập trước. Trước khi chúng ta đưa vào cái chuồng ép thì chúng ta sẽ làm một công việc, đó là kiểm tra sơ bộ bầy thỏ của mình. Bà con kiểm tra xem coi nó có bị tiêu chảy hay không, hay là ghẻ chóc, hay là nấm ghẻ lở gì không, để mình có cái phương án là mình tách riêng. Giống như cái con này nó bị nấm lỗ mũi nè, ghẻ lỗ mũi nè, đó, ghẻ lỗ tai nè, con này một hồi mình sẽ tách riêng nó ra, không cho nó ở chung với con khác. Rồi ok, ở đây cũng vậy, mình kiểm tra sơ bộ qua một lượt đi. Rồi điều kế tiếp nữa là mình sẽ tiến hành cân ký để cũng phân theo size và theo loại. Tại vì cái giai đoạn từ 8 lạng tới 1,5 kg là mình sẽ nhốt chung hai con một cái ô nhỏ như vậy, thì mình sẽ phân ra là ví dụ hai con đó 7 lạng thì nó cũng 6-7 lạng, nó gần với nhau để cái sức ăn của nó gần như giống nhau, là mình dễ canh thức ăn hơn, cũng như là cái sức ăn của nó sẽ đồng đều hơn, thì nó sẽ không có bị con nhỏ quá mà nó không ăn được, mà con bự quá nó ăn hết ha, thì chúng ta để ý. Còn cái giai đoạn này bà con, nếu bà con nào có chuồng thì chúng ta có thể tách riêng ra mỗi một con một chuồng luôn thì nó sẽ an toàn hơn. Còn đây mình không có chuồng nên là cái giai đoạn từ 8 lạng đến 1,5 kg là mình sẽ tách vô một cái ô như vậy, cái ô nuôi ghép như vậy, ô hai tấc này, là mình nhốt hai con tới sau 1,5 kg mới tách ra là một con một ô. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cân hạo và chúng ta chia nó theo cái ô luôn. Ok, bây giờ chúng ta đã tách xong mỗi một ô hai con. Thì cái ô đầu tiên này là hai con này là 900 g, 9 lạng nha bà con. Là cái bữa mà quay cái video mà nó 30 ngày tuổi mình tách ra là nó đã 6 lạng rồi. Trong vòng 10 ngày mà nó lên được 300 g là 9 lạng. Còn cái này là bầy nhỏ hơn, hai bầy này là 8 lạng. Các bà con, hai bầy này 8 lạng. Bầy hai bầy này là 7 lạng. Rồi, ok, hai bầy này là khoảng 6 lạng. 6,5 lạng ha, và nguyên cái khúc này là nó cũng nằm trong 6,5 lạng hết ha. Rồi ok, nó không có đều nha bà con, tại vì khi mà mình nuôi chung bầy á để tập cho nó dành ăn á, thì con nào nó dành được nhiều thì nó ăn được nhiều thôi, nó lớn lẹ thôi. Một điều cơ bản nữa là do cái khi lúc tách mẹ là do mấy cái con này nè, mấy con ở đầu này nè là nó to hơn người ta hết, thành ra là cái tốc độ mà lên ký của nó đương nhiên nó sẽ nhanh hơn người ta.
Còn cái con mà hiện tại nó đạt 7 lạng đến 6 lạng á, thì cái lúc mà tách mẹ nó chỉ có khoảng 4 lạng thôi, 4 đến 5 lạng thôi, thì nó lên bình quân á, là cũng phải từ 2 lạng đến 3 lạng cho 10 ngày sau tách mẹ. Thì nếu mà bà con tách mẹ ra, con thỏ mình nó ăn tốt, nó ăn uống đầy đủ, nó ăn tốt thì nó sẽ lên ký luôn và nó không bị sựng lại. Còn cái giai đoạn mà 30 ngày tuổi mà bà con nó ăn chưa mạnh mà bà con tách ra là nó sẽ bị sừng đâu khoảng 1 tuần lễ rồi nó mới lên ký trở lại, thì mình đã mất 1 tuần lễ để mình bắt đầu mình tập cho nó quen với môi trường mới. Còn cái này là trong quá trình mà trong mẹ là mình đã tập ăn rồi, mình tập ăn, mình cho thuốc bổ, cho này nọ, hỗ trợ tất cả các thuốc để cho cái quá trình này khi tách ra sống bầy đàn là nó mạnh khỏe luôn và nó phát triển luôn chứ nó không bị sượng. Đây là cái kỹ thuật mà cốt lõi, cốt yếu để cho bà con cái nuôi cái thỏ thịt sau này nó dễ thành công hơn. Bởi vì những cái con thỏ mà tách ra mà 10 ngày tuổi mà đã sân sẵn, nó đã mạnh như thế này rồi thì cái tỷ lệ hụt nó hầu như là nó sẽ giảm đi rất là đáng kể. Thì những cái bầy này mình sẽ quay ở những cái clip sau là theo dõi cái tốc độ lớn của cái bầy này luôn, thì để chúng ta thử cái từ cái lúc tách mẹ là nó 6 lạng tới khi mà nó 3 tháng tuổi thì nó sẽ đạt cái trọng lượng là bao nhiêu kg, và cũng như là nó ăn là bao nhiêu cái cám, cái thức ăn của chúng ta ha. Rồi bà con mình, cái đó là cái series riêng, cái series là nuôi thỏ thịt riêng, bà con mình nhớ đón xem cái series đó của mình. Thì còn hiện tại là mình hướng dẫn bà con tách ra như thế này để chúng ta dễ kiểm soát hơn. Ok, thì bây giờ bà con sẽ hỏi cái vấn đề là nếu tách ra vậy, như vậy một con ăn một lần ăn là bao nhiêu, thì mình xin thưa luôn bà con lấy cái nắp chai nước ngọt nè, đây cái nắp chai nước ngọt nè, bà con múc một nắp đầy, đây một nắp đầy như vậy ha. Thì một lần ăn á, một con nó là 2 nắp ha, một lần ăn một con là 2 nắp, một ngày ăn 2 lần sáng chiều, thì một nắp này nó tương đương với 5 gram cám, 2 nắp là 10 gram cám. Bà con nếu có cái cân tiểu ly á, mà con cân luôn, con cân luôn thì nó sẽ chính xác hơn. Thì chúng ta sẽ giữ cái chế độ ăn 10 gram cám này trong vòng 10 ngày, tức là tới lúc nó 50 ngày tuổi thì chúng ta sẽ bắt đầu tăng lượng cám lên, và tới lúc đó mình sẽ quay thêm cái video tăng khẩu phần cho cái con thỏ con lên. Và tới quá chúng ta, trước khi tăng khẩu phần chúng ta phải làm một cái công tác nữa, thì công tác đó là gì thì mời bà con mình xem cái video sau nha. Còn bây giờ mình sẽ chia sẻ luôn là mình tách ra như vậy là tại vì mình không có lòng thôi, như hồi đầu mình nói là nên mình mới tách 2 ô 1 con, chứ nếu đúng ra thì từ khi mà nuôi bầy ở dưới đây bà con tách lên là cứ tách thẳng lên con ô cho mình đi nghe, không có sao chứ, tại vì mình đã tập cho nó quen với cái chế độ là dành ăn rồi, đổ vô là nó quất liền, nó không phải đợi chờ, nó không có gì hết, nó không có nhơi, nó ăn hết liền. Bây giờ mình cứ tách thẳng lên là con ô này luôn, còn lại mình không có chuồng nha, mình mới tách vậy nha. Rồi ok, thì bây giờ mà con tách lên chế độ ăn 2 con này, cái thứ nhất là mình phải canh cái lượng cám để cho ăn, cái thứ hai nữa chúng ta phải xài cám tập ăn cho thỏ con. Một là bà con sử dụng cám gà con, còn hai nữa là bà con phải sử dụng cám heo Biogym. Còn mình thì đa số là mình xài cám gà con, thì những cái cám này tập ăn cho thỏ con rất là an toàn, bà con nên mua về để sử dụng trong quá trình tập ăn này thôi. Rồi sau đó tới quá trình nó 1,5 kg là chúng ta đổi cám và tập ăn cỏ. Còn quá trình này là không ăn cỏ luôn em, từ lúc mà còn bú mẹ, từ lúc ra đời tới bây giờ là cái bầy này chưa hề ăn cỏ lúc nào ha. Và nó cũng không hề xảy ra hao hụt luôn, như bà con mình chia sẻ trên mạng là giai đoạn này nó bị dày, giai đoạn kia nó bị dày, thỏ tôi nó dày. Hỏi lại thì nói chung một cái điều đặc điểm hết là bỏ chung với mẹ, thì hỏi vậy với bà con, bỏ cái rau vô cho mẹ ăn thì con nó có ăn không? Đương nhiên có ăn chứ, nhưng mà cái đời hệ tiêu hóa của con lúc đó rất là yếu, rất là còn non yếu, mà nó ăn phải cái thức ăn thô xanh mà bị nhiễm cầu trùng hay nhiễm khuẩn gì đó thì đương nhiên nó sẽ bị đường ruột thôi. Và mình lại đi mua thuốc mình trị, mà mình trị thì nó không hết thì nó chết, là cứ xây dòng là môi trường không sạch nó bệnh, và mua thuốc về trị thì nó hết, mà buông thuốc thì nó bị lại, thì đó là một cái vấn đề rất là nan giải. Hang thì thành ra là mình chia sẻ đây là cái nhất, chúng ta phải nuôi ở trong môi trường sạch, thức ăn cho nó ăn phải sạch, và liều lượng ăn nó phải đảm bảo là đúng nhu cầu của nó, không dư không thừa không thiếu ha. Rồi ok, bà con lưu ý cái này nha, cái này là cái kiến thức gọi là rút ruột ra để nói với bà con luôn, đây là cái mà để làm cho cái bầy thỏ chúng ta giảm đi cái hao hụt rất là nhiều trong cái giai đoạn mà
từ khi 20 ngày tuổi, từ khi biết ăn tới khi mà 1 ký, và thường nó sẽ da hao hụt trong cái giai đoạn đó, tức là nó không bị này cũng bị kia. Thì bây giờ mình đã chỉ bà con cái cách, theo cái cách của mình là để làm cho nó giảm hụt đi ha, mình bảo toàn cái đàn của mình 100%. Thì hiện tại ba cái bầy này vẫn còn 22 con luôn, từ cái lúc mà mình quay cái video cho bà con coi là 22 con mà tách ra, tới hiện bây giờ vẫn còn 22 con luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiêm cho nó một cái liều thuốc bổ. Bà con có thể sử dụng canxi B12, hoặc là bà con nào mà chơi tới luôn á là xài Capuchin của Bayer. Thì hai cái thuốc bổ này á, nó sẽ hỗ trợ trong quá trình là kích thích tăng trưởng, cũng như là hỗ trợ thèm ăn, nó kích thích ăn đi, nó hỗ trợ tiêu hóa, nó hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng, thì nó sẽ tốt cho cái giai đoạn mà nó ăn như này, cái giai đoạn mình mới tách ra vậy, là cái giai đoạn non yếu rồi. Ok, quá trình mà tiêm thì mình sẽ không có quay đâu nha bà con, mà vì cái đó quay bà con coi chán lắm. Bây giờ mình sẽ rút lại vấn đề cuối cùng và mình sẽ kết thúc video này, đó là chúng ta nuôi trong cái giai đoạn này ba yếu tố quan trọng, đó là môi trường nuôi phải sạch nè, đương nhiên chúng ta phải vệ sinh môi trường nè, ăn vệ sinh môi trường ở của nó, vệ sinh môi trường trại nè, cái nước thức ăn nè, chế độ dinh dưỡng nè, thức ăn nước uống phải sạch nè, rau cỏ phải sạch nè, và cái thứ ba nữa là chế độ phòng bệnh nè, phải ngừa cầu trùng ơ cu ly rồi tụ huyết trùng rồi này nọ, là cho nó đầy đủ vô. Mà thực tế mình nói với nhiều thôi chứ mình mới ngừa có cầu trùng ơ cu ly thôi, là hai lần uống cầu trùng và hai lần uống ơ cu ly rồi, không ngoài ra không có gì nữa hết à. Còn một lần là chích thuốc bổ thôi, chích canxi B12 khi mà nó mới tách mẹ ra khoảng được 2-3 ngày á, là mình chích một mũi canxi B12 rồi, chỉ vậy thôi ha. Rồi nó rất là tiết kiệm và tới thời điểm này là chưa xảy ra hao hụt nha bà con. Rồi ok, cái clip của mình đến đây là kết thúc nha bà con. Hẹn gặp lại bà con trong cái video kế tiếp. Video kế tiếp mình sẽ quay cái video là cho cái bầy thỏ này nó ăn, nó tăng cái lượng thức ăn như thế nào. À không, trước khi quay video đó là cái video trước khi tăng lượng thức ăn là mình phải làm cái gì, trước khi tăng khẩu phần là mình phải làm công tác gì. Nhưng mà bà con mình đón xem cái video đó. Còn video bây giờ xin được phép tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại bà con trong video kế tiếp. Xin chào.